do ảnh hưởng của bão số 13 đến chiều nay tại vùng biển Quảng Ngãi, đặc biệt là tại đảo Lý Sơn, gió đã mạnh lên cấp 9, cấp 10, sóng biển cao 4 đến 5 mét và mưa rất to, biển động dữ dội. Ngay từ sáng nay thì huyện đảo này đã bị cô lập với đất liền. Chính quyền của huyện đã liên tục tuyên truyền đến người dân về diễn biến của bão, tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi, neo đậu phải theo hướng dẫn của lực lượng chức năng. Đồng thời huy động lực lượng đi đến tận ngõ, gõ từng nhà, tiến hành sơ tán khoảng 280 hộ dân đến nơi tránh trú an toàn. Tại Quảng Ngãi, hơn 2.000 tàu thuyền, tàu vận tải các vùng biển tiếp tục neo trú tại các vũng cảng biển theo hướng dẫn của lực lượng chức năng. Khoảng 7 tàu cá đánh bắt ngoài khơi đã được liên lạc hướng dẫn neo đậu ở khu vực gần nhất để tránh bão số 13. Đến trưa nay, tỉnh Quảng Ngãi hoàn thành sơ tán khoảng 800 dân ở đảo Lý Sơn và hơn 1.200 dân ở vùng ven biển. Nhà tôi ở sức biến, xã bố, xã sạp, là tôi giao động miền phèm, là cá viên phèm là cầm nước đại đấu. Ảnh hưởng bão số 13, đảo Lý Sơn xuất hiện mưa to kèm gió lớn, sóng biển dâng cao từ 4 đến 5 mét đánh tràn bờ kè, cầu cảng và uy hiếp nhiều nhà dân sống ven tuyến kè đông nam đảo và các khu xung yếu khác. Chiều và tối nay, bão đã áp sát vào đảo. Lý Sơn có gió cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, biển động dữ dội. Nhiều nhà dân thiếu kiên cố, có nguy cơ mưa gió làm tốc mái, tàu thuyền, cano bị va đập, sóng biển đánh chìm. Tuyên truyền để vận động nhân dân và giúp nhân dân chằng chống nhà cửa và những cái nhà cửa không đảm bảo về an toàn và các cái nhà cửa mà chưa được chằng chống kỹ thì cũng được cán bộ chiến sĩ và nhân dân chằng chống đảm bảo và gia cố, và các cái tàu thuyền thì cũng đã được đưa về vũng neo đậu tàu thuyền, các lồng bè nuôi trồng thủy sản cũng đã được đưa vào đảm bảo an toàn tại vũng neo đậu tàu thuyền của An Vĩnh và An Hải. Đã thông báo cho nhân dân là tuyệt đối không được ra đường vào lúc kể từ lúc 10 giờ ngày 14 tháng 10, tức là sáng nay, cho đến khi mà hết bão. Trước nguy hiểm của bão số 13, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã khuyến cáo người dân hạn chế ra khỏi nhà khi không thật sự cần thiết. Đồng thời, các nhóm hỗ trợ cộng đồng về phòng chống thiên tai cơ sở tiếp tục hỗ trợ bám sát địa bàn để ứng phó kịp thời các tình huống khẩn cấp trước và sau khi bão xảy ra.